robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong một video tiếp theo liên quan tới tựa game Pet. Thì video này mình sẽ chỉ các bạn, chia sẻ với các bạn cái cách để kiếm được 10 con heal trong thời gian nhanh nhất. Cách này dành cho những người chơi pay to win hay những người chơi free to play. Tại vì sao? Một số người mới chơi tựa game này năm nay sẵn sàng nạp tiền vô game, nhưng họ sẽ không biết cách tiếp cận làm thế nào để mình thể kiếm được những con heal pet. Cũng như trong cập nhật mới nhất tựa game này, bên Trading Plaza sẽ có một cái pro server. Thì cái pro server mình đã có review với các bạn trong video trước rồi. Bên đây tập trung rất nhiều người giàu, rất nhiều người có tiền. Vậy nên trong những sự kiện trong tương lai, những con pet mạnh, nếu mà muốn bán được nhanh á, thì qua bên cái pro server này. Bây giờ thì cái normal server trong này nè, cái Trading Plaza bình thường, nó khá là ế luôn. Do là những người có nhiều tiền á, họ qua bên cái pro server rồi. Và cái điều kiện để qua được bên đó, cần sở hữu trong inventory ít nhất là 10 con heal. Thì đầu tiên nếu bạn yêu thích tựa game pet, muốn theo dõi nhiều hơn, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh với bạn người mới nha. Thank you so much. Đầu tiên xác định vấn đề, có được 10 con heal thì nó phải là rẻ nhất. Mình có làm mỗi bản tham khảo nè. Giá tham khảo thôi nha mọi người nha. Con pet heal rẻ nhất trong game là con heal Hellrock thường, trung bình từ 11 tới 12 tỷ cho một con nếu bạn may mắn. Thì nhân lên 10 con là từ 110 tới 120 tỷ. Ok. Như vậy mục tiêu xác định của người chơi là phải kiếm được ít nhất 110 tới 120 tỷ để mua được 10 con heal. Trước hết nếu bạn là người có tiền thì cứ vô cái shop bỏ tiền ra mua nè mọi người. 4.500 Robux mình có 50 tỷ. 3 lần là tốn khoảng tầm 13.000 Robux. Chúng ta sẽ có được số tiền yêu cầu. Cũng như là bây giờ nếu bạn mua cái pack này 50 tỷ kim cương, mình sẽ được con pet 99% là con Diamond Cat. Và 1% cơ hội khi mua mỗi lần như vậy có con heal Diamond Cat. Ngày hôm nay thì mình tham khảo giá con pet bình thường khoảng tầm 15 tỷ một con. Nghĩa là nếu bạn mua 3 gói pack này mà ra con thường đi, ngoài việc chúng ta có 150 tỷ thì bán 3 con pet này cũng được ra khoảng tầm 45 tỷ nữa. Còn nếu bạn may mắn ra 1% con heal, chỉ riêng con heal này thôi bán trên 300 tỷ. Cái giá này cập nhật vào ngày hôm nay, cuối tháng 2 năm 2023. Với lũ siêu nó cũng sẽ có những con heal nha. Thì đến lũ siêu này mình sẽ không đề cập tới. Như vậy xong về cái phần người có tiền, những người chơi free to play thì sao? Hãy cùng ôm lại kiến thức về những con heal đang có trong game. Đầu tiên là daycare. Trong cái daycare này chúng ta sẽ có được hai phần quà với tỷ lệ siêu nhỏ, đó là con heal Mibu cũng như là cái trứng Heatron từ cái máy bên kia. Cổ máy Heatron sử dụng những con pet lũ siêu để đổi một cái trứng heal, luôn luôn ra một con heal. Đây là 5 con pet hiện tại đang có trong game. Nếu mà bèo nhất các bạn sẽ có được cái con khủng long này, con chim tiền sử khoảng tầm 25-26 tỷ. Và nếu bạn ra con hiếm nhất là con Angelus, dao động khoảng tầm 300 tỷ. Mấy con còn lại tầm 35 nè, 35 tỷ, 45 tỷ, 60 tỷ. Thì đương nhiên là các bạn sẽ không dùng cái lũ siêu rồi, không dùng những con pet lũ siêu. Mình đang đề cập tới cái daycare này. Cái daycare có cơ hội xuất hiện cái trứng Heatron đó, cũng như là con Mibu. Mibu hiện tại rất là thấp luôn, số lượng hôm nay chỉ khoảng tầm 100 con thôi. Giá hôm nay dao động khoảng tầm 600 tỷ nếu bạn có được con này. Số tiền cực kỳ lớn mọi người nha. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ có thêm một con pet scavenger. Các bạn có biết con này không? Con này thì mỗi tuần á, khi mà cập nhật game nó sẽ cho chúng ta một cái sự kiện đi săn trứng, đi tìm trứng. Có pet thường và có pet heal. Thì con heal là heal Safari Cat. Hiện tại khoảng tầm 100 tỷ một con ha nếu bạn may mắn. Nếu bạn có bạn hãy đem bán đi. Được gần 100 tỷ rồi. Trong khi mục tiêu mình chỉ cần là 110 tới 120 tỷ thôi. Một con heal tiếp theo từ cái free gift đây nè. Hai hộp quà cuối cùng, redeem. Có một tỷ lệ nhỏ xuất hiện nha mọi người nha. Treo máy 3 tiếng đồng hồ, unlock hai hộp quà cuối cùng. Hồi trước á, nó là con heal Cupcat. Con này nè, bây giờ nó mất rồi. Nó thay bằng con heal Peacock. Con heal Peacock nếu bạn có được, sẽ bán đâu đó tầm 40 tỷ. Rồi tiếp theo nữa, mỗi tuần cập nhật mình sẽ có một cái treo máy. Vào game trước 5 phút thì sẽ nhận được một cái free gift đúng chưa? Một cái hai free gift. Tương lai sẽ có nhiều con pet mới hơn, nhiều hộp quà mới hơn. Nhưng mình tính sơ sơ cho mọi người đi. Có thể đem bán được 1 tỷ tiền, trung bình 1 tỷ. Hộp quà mới sau này thì sẽ mắc hơn 2 tỷ, 3 tỷ. Cứ do vào game trước cập nhật sẽ có. Nếu bạn ra con heal của nó thì sẽ bán được tầm 100 tỷ. Tài càng nhiều ạc, càng có nhiều hộp quà. Ví dụ các bạn login 10 ạc, mình sẽ có 10 cái free gift này. Mỗi free gift 1 tỷ, bán một đợt mình sẽ có 10 tỷ. Tuần nào cũng như vậy nha mọi người nha. Những con heal mình không đề cập tới là những con heal đã mất đi rồi. Chúng ta sẽ có một con heal ở bên Cat World. Cái map chúng ta có là Cat Tiger. Chỗ này nè, phía sau thác nước là mỗi cửa. Trong cái cửa này mình sẽ có hai con pet balloon. Hai con balloon khép, một con màu đỏ và con màu xanh lá cây. Dùng đơn vị tiền là Rainbow Coin. Thời điểm tham khảo ngày hôm nay, con Red Balloon là khoảng tầm 45 tỷ, con Green Balloon khoảng tầm 90 tỷ. Đó là bên Cat World nha. Và con heal thứ hai bạn kiếm được bên Doodle World, 20 triệu Cartoon Coin mình sẽ có con heal Doodle Fairy. Con này hiện tại vẫn rất là khó kiếm nha mọi người. Giá bạn bán được khoảng tầm 370 tỷ tới 375 tỷ. Trên này mình sẽ có con heal Doodle Cat cũng nằm bên Doodle World luôn, giá bán 75 tỷ. Hồi trước nằm chỗ này ha, bây giờ min xóa bớt rồi. Nhưng nó vẫn còn, các bạn qua bên Doodle Farm. Có một cái nhà nông trại nè, unlock cái cửa này. Con heal Doodle Cat vẫn ở trong này, 340.000
Cartoon Coin một trứng, giá cập nhật hôm nay khoảng tầm 75 tỷ. Đây là những con heo bạn thể kiếm được trong game thời điểm ngày hôm nay. Để mục tiêu chúng ta là kiếm được số tiền tối thiểu có thể mua được 10 con heo truy cập qua cái Pro Server. Sau vài ngày trải nghiệm thì mình thấy là cái phần đấu giá bên khu auction này nè, nó hơi phế mọi người à. Truy cập vào đây chủ yếu là kiếm những người có tiền, những người có nhiều tiền ấy, để sau này các bạn đi mua bán dễ dàng hơn. Quá trời Titanic luôn các bạn, 3 con Titanic Balloon Monkey nè, rồi Titanic Cat nè, Titanic Agony nè, thấy chưa? Toàn là người siêu giàu thôi. Chứ mình không có trông mong về cái đấu giá nha. Đây, heo Hellrock 11,5 tỷ nè mọi người, thấy không? Đây chính là con heo thấp tiền nhất hiện tại rồi. Chúng ta sẽ kiếm 10 con để qua được bên Pro Server nha. Nội dung chỉ vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người trên những video tiếp theo. Xin chào.